Em nấu hả? Dạ đúng rồi. Anh có thể nói với các anh ở đây không? Lời nói để em được tỏ tình với các anh đến đây không ạ? À là em kêu anh ăn để em được tỏ tình với mấy anh ở đây hả? Dạ đúng rồi. Vì 1.000 để mua kẹo còn 3.000 yêu em. Quá tuyệt vời. Cái bài này nói bao nhiêu lần vẫn hay nhỉ? Hai anh, em là Minh Nguyên. Nhìn có vẻ cá tính đúng không? Đúng. Nghĩ đến vì Trung Huy quá. Đúng rồi, đúng rồi. Của Trung Huy nhỉ. Anh đang nhìn gì đấy? Có phải nhìn em không? Nhìn em một xíu là phải yêu em một xí á nha. Ôi cặp mắt nhìn đúng cá tính luôn. Cặp mắt đẹp ghê á, cặp mắt đẹp thật sự. Hey. Em và Trịnh remix. Hey, yeah. Mọi người có để ý phong cách là rất là giống phong cách của Huy không? Huy khoái. Yeah. Chào em. Lời đầu tiên là em xin chào anh chị và em chào chị Trinh ạ. Ở đây không biết có ai đã biết bạn Minh Nguyên trước không ta? Không à. Không, em nghĩ là có người biết ạ. Mà lý do tại sao hôm nay bưng chén cơm lên đây? Dạ, hôm nay là chuyến cơm em tự làm và em muốn mời một anh lên thử và via chuyến cơm của em để các anh còn lại là những người mà em sẽ tỏ tình, cảm thấy là em đặc biệt và cho em cơ hội được tỏ tình với anh đó. Để em chọn random nha. Ok, em chọn ngẫu nhiên đi. Em chọn đi. Em chọn anh. Đúng rồi. Hợp lý. Vì em nghĩ là anh Trung Huy hoạt bát, có thể VR cho em được. Dạ, vậy xin mời anh Trung Huy. Anh Trung Huy lên đây giúp thử cái món ăn mà em làm để VR giúp cho bạn nhé. Em nấu hả? Dạ đúng rồi. Anh có thể nói với các anh ở đây không? Lời nói để em được tỏ tình với các anh đến đây không ạ? À là em kêu anh ăn để em được tỏ tình với mấy anh ở đây hả? Dạ đúng rồi. Tại vì em làm mẫu. Em ăn ngon, hiểu không? Em nhiệt tình. Lúc nãy mình đang nói về chiếc khuyên là một cái điểm tương đồng khá là thú vị. Mong rằng người em thích sẽ nhìn thấy mình trong những từ khóa này. Vâng, xin mời anh em Đức Anh Đức Ứng ạ. Em biết Đức Anh tính hỏi gì luôn á. Cậu biết đúng không? Biết. Em với Đức Ứng hỏi chung từ lắc. Tại vì nó liên quan đến bạn thân em. Tại vì mọi người luôn gọi em là Đức Lát. Đức Lát. Không biết là tại sao nhá. Em lúc em nói một câu nào đó là rất là lâu ấy. Rất là lâu và nó bị vấp đĩa. Vấp đĩa hoặc là chấm a chấm thêm nhiều vào ấy. Cho nên là em rất băn khoăn cái từ đấy. Và Đức Anh lúc nhìn thấy cũng biết em. Vậy có phải em đến vì Đức Lát không? Dạ, thật ra thì em cũng bị bạn bè đặt cái tên giống anh đó. Em là Nguyên Lát. Wow. Rất là hợp nhau luôn nha. Về cả nhà đều lát luôn. Lát quá lát. Vì em làm việc gì cũng từ từ á. Có khi là em chạy xe chỉ 20 km/h. Ôi. Wow. Ôi. Hồi hộp nha. Xin mời Đức Lát lên nói chuyện với Nguyên Lát. Xem rồi hai người. Em bao nhiêu tuổi? Thì nào mới xong vậy? Em bao nhiêu tuổi? Dạ em 20 tuổi. 20 á? Ồ. Thôi. Thế rồi em. Em biết là tôi không tính toán nữa đâu. Thích học toán, em thích học toán lắm. Nói gì rồi ta? Bây giờ lác hai người lác nói chuyện với nhau. Yên tâm, bạn ấy chưa biết đâu, bạn chưa biết gì hết á. Đúng rồi. Em biết 1998 cậu ấy. 2002 bằng bao nhiêu? 4.000. Sao lại được 4.000 anh? Tại vì 1.000 để mua kẹo còn 3.000 yêu em. Quá tuyệt vời. Cái bài này nói bao nhiêu lần vẫn hay nhỉ? Chết rồi, em ngại quá. Em ngại quá, em phải. Sau em hứa em sẽ không dùng bài này nữa. Ôi sao, sao mà khéo thế, hôm nay em mặc cái áo gì mà giống cái màu tóc của Đức Lắc thế nhở? Em màu hồng.